hẻm ăn vặt chúng ta thấy gần tới rồi nè. Đó. À, nằm bên tay phải đây, số 76, 76 Hai Bà Trưng. À, chúng ta thấy khối nghi ngút ha. À, và ở đây chúng ta thấy có một cái nhà thờ rất là nổi tiếng. À, đó là nhà thờ Tân Định. À, thấy nhà thờ Tân Định ngày nay nè. À, hôm qua hôm kia thì chúng ta có đi và nhìn thấy không rõ cho lắm do ban đêm. À, thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại một cái sắc màu của nhà thờ. À, và bên tay trái mình đây có cái đường, đó là đường Nguyễn Văn Mai. À, con đường này cũng rất là ngắn thôi, nối từ Hai Bà Trưng này, nó đi vòng vòng đến Quỳnh Tịnh Của, là đi ngang cái đi ra cái khu bờ kè kênh Yêu Lộc luôn đó. À, rồi bây giờ chúng ta cùng đi vô nha. Đây, em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hai Bà Trưng giao với Thi Sách. Thì ở đây chúng ta thấy là phía trước chúng ta đó là cái nhà hát lớn thành phố ha, ngày xưa là Hạ Nghị Viện. Và bên tay phải chúng ta đó là một khách sạn Park Hyatt, rất là đẹp, nguy nga lộng lẫy, khách sạn 5 sao ở Sài Gòn này. Và chúng ta nhìn bên tay trái đó là cái dãy chung cư, và cũng là cái cư xá thời xưa. Và kế bên chúng ta thấy một cái tòa nhà cao, thật là cao, đó là khách sạn Caravo. Thì thẳng hướng này mình sẽ ra bến Bạch Đằng nè, bến Bạch Đằng sông Sài Gòn. Và thẳng theo hướng Hai Bà Trưng này chúng ta sẽ đi về chợ Tân Định, đi qua cái công viên Lê Văn Tám, ngày xưa là cái nghĩa trang Mạc Đình Chi. Và nơi đó chúng ta thấy có cái nhà thờ Tân Định. Một lần nữa em mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi một vòng Sài Gòn nha, để đi đến cái nhà số 14 Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Văn Mai, nằm ở gần khu vực Tân Định. Tại vì hôm bữa em có đi cái chợ Tân Định về đêm đó, rồi thành ra có nhiều cái comment của cô chú anh chị. Thì hôm nay em mời bà con mình cùng đi chơi với em nha, đi dạo một vòng Sài Gòn nhân cái ngày cuối tuần, những ngày nghỉ lễ vắng vẻ, đường phố vắng vẻ, thời gian thoải mái, thì chúng ta cùng đi dạo. Và trên đường Hai Bà Trưng này có một cái con hẻm bán đồ ăn vặt rất là nhiều luôn. Cũng gần đến rồi. Ở đây là số 78, 74, 74 Hai Bà Trưng. Đi thẳng tới một tí nữa chúng ta sẽ có thấy con hẻm đó ha. Đây là giao lộ Hai Bà Trưng và Lê Thánh Tôn. Cái con hẻm ăn vặt đó nằm bên tay phải nè, vừa qua ngã tư này là chúng ta sẽ thấy. Ngay góc Hai Bà Trưng với lại Lê Thánh Tôn này có một cái shop hoa rất là nổi tiếng, đó là Flower Box. Hoa ở đây rất là đẹp. Con hẻm ăn vặt chúng ta thấy gần tới rồi nè. Đó. Nằm bên tay phải đây, số 76, 76 Hai Bà Trưng. Chúng ta thấy khối nghi ngút ha. Trong đó thì có bán cơm tấm, cơm sườn và bún chả, nói chung là mấy món ăn vặt ở vòng vòng ở Sài Gòn, thì ở đó họ tập trung lại một cái con hẻm, bán rất là nhiều món về đêm.
đặc biệt từ 5 giờ 6 giờ các anh chị các bạn đi dạo một vòng Sài Gòn này và quay về đó tan cũng được. Đối với con đường Hai Bà Trưng ngày hôm nay thì rất là rộng lớn, nhưng mà buổi chiều là rất là dễ xảy ra cái tình trạng kẹt xe với con đường Hai Bà Trưng này ở cái đoạn khu quận nhất này. Và ở đây là giao lộ của Nguyễn Du và Hai Bà Trưng. Ở đây nếu ta quẹo phải thì sẽ xuống đến bệnh viện Đồn Đất ngày xưa, bệnh viện Riêu đó, ngày nay là bệnh viện Nhi Đồng. Ở bên tay trái chúng ta thấy đó là cái bưu điện thành phố, nơi rất là lớn, bưu điện trung tâm luôn. Và khu này có rất là nhiều khách sạn. Ở đây bên tay phải chúng ta thấy đó là khách sạn Intercontinental, khách sạn 5 sao rất là lớn ở Sài Gòn này. Bên trái thì có đường Nguyễn Văn Bình, con đường sách, bán rất là nhiều sách, trưng bày sách rất là nhiều luôn. Đây bên tay phải mình có cái nhà văn của Đại Hàn, Xin Văn, Xin Han Băng. Và đây là tổng lãnh sự của Pháp bên tay phải mình đây. Thì con đường Hai Bà Trưng này là một con đường nối dài từ bến Bạch Đằng cho đến cầu Kiệu, nối liền bởi con đường tiếp đến là con đường Nguyễn Kiệm đi đến ngã năm Chuồng Chó đi về Gò Vấp luôn ha. Và nơi đây chúng ta thấy có giao lộ Hồng Thập Tự năm xưa, cũng là Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Bên tay trái chúng ta đó là cái shop PT 2000, bán quần áo, và ngày xưa có lẽ ở đây là cái biệt thự lớn ở quận 3 này. Có lẽ ngày xưa ở quận 3 là cái vùng đất mà phải nói là có rất là nhiều biệt thự. Đó chúng ta thấy những cái căn nhà bên tay trái nè, biệt thự lớn ghê chưa. Bây giờ là cái shop quần áo đó. Hôm ta đi tới tí nữa thì có khách sạn Novotel. Hôm bữa em có đi vô đó để dự sự kiện của hãng công nghệ rồi, cũng có chia sẻ các anh chị các bạn những hình ảnh sơ bộ khu vực này rồi ha. Các anh chị có thể view lại thông qua cái video khách sạn Novotel. Và nơi đây là giao lộ Trần Cao Vân và Hai Bà Trưng. Ở đây chúng ta thấy có một cái nhà rất là xưa nè, có lẽ ngày xưa là cơ quan gì đó, nhưng mà bây giờ là trường tiểu học đó, trường tiểu học Lê Linh. Mình đi tới tí nữa thì có cái công viên Lê Văn Tám và khách sạn Novotel đây. Còn thuộc quận 3, vừa giáp ranh với quận 3 và quận 1. Ở đây thuộc phường Đa Cao, vùng đất cổ xưa của Sài Gòn. Nơi đây cũng là nơi giao nhau giữa Đa Cao và Tân Định. Bên tay phải chúng ta có đường Nguyễn Văn Thủ,
để đi về cái đường kênh Nhiêu Lộc, đường Trường Sa, Hoàng Sa. Phía trước chúng ta đó là cái giao lộ Phan Thanh Giản và Hai Bà Trưng, và nơi đó thì có cái ngày xưa là cái nghĩa trang mà Định Chi, và ngày nay là công viên Lê Văn Tám, rất là mát mẻ. Khi mà trời nắng oi bức, chúng ta bước vào công viên đó một cái là thấy khung cảnh nó mát mẻ liền, giống như là mình đi vào khu mà có máy lạnh vậy đó. Tại vì đây có rất là nhiều cây cối rồi hoa lá rất là đẹp. Cặp công viên nè, ở mặt đường Hai Bà Trưng, và cổng công viên đây. Buổi tối ngay góc công viên này có cái ngày xưa nổi tiếng cái món gọi là hình như là bò pía, gỏi đu đủ, chứ không phải bò pía. Ngày xưa chúng ta hay nghe cái ông những người bán, những cái ông cụ bán mà cầm cái kéo cắt đu đủ trộn với giấm, rồi có những cái miếng đen đen, ta nói là phổi gì đó, gan bò gì đó. Mà em thì không hảo món đó nên thành ra ít ăn cái món đó. Ngày xưa nổi tiếng cái món đó, món ăn chơi của Sài Gòn. Và ở đây chúng ta thấy có một cái nhà thờ rất là nổi tiếng, đó là nhà thờ Tân Định. Thấy nhà thờ Tân Định ngày nay nè, hôm qua hôm kia thì chúng ta có đi và nhìn thấy không rõ cho lắm do ban đêm, thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại một cái sắc màu của nhà thờ. Mà nhân đây em cũng xin cầu nguyện, cầu chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Rồi chúng ta tiếp tục đi đến cái đường Nguyễn Văn Mai nha, cũng gần đến rồi. Ở khu vực này cũng có rất là nhiều khách du lịch đến đây để chụp hình và tự sướng. Khu vực này có một cái ngôi chợ rất là cổ, cũng giống như là chợ Bến Thành, và ngôi chợ này được mệnh danh là ngôi chợ của nhà giàu. Tự vì thêm tìm hiểu thì ngày xưa vùng đất này có rất là nhiều người giàu có, và nơi đây tập trung những cái như ngôi nhà, những khu của những người giàu, nên thành ra ngôi chợ này là ngôi chợ của nhà giàu. Về giá cả thì anh thấy ở đây cũng bình thường thôi, cũng như bao ngôi chợ khác, không đến nỗi phải đắt đỏ. Nhưng những cái đặc trưng của ở đây là vải vóc, chợ vải, và ở đây là giao lộ Nguyễn Hữu Cầu. Và chiều nơi đây có một cái bà cụ bán vé số đó, hôm bữa thì em có đi ngang rồi đó. Em thấy những cái sạp vải nằm hai bên đường rất là nhiều luôn nè. Do hôm nay là ngày nghỉ nên có nhiều sạp, nhiều cái cửa hàng người ta nghỉ. Và phía trước đây có một cái con đường, bên tay trái chúng ta đó là đường Nguyễn Văn Mai. Mình đi chút xíu nữa nha, xíu nữa sẽ đến. Có lẽ con đường này nó cũng gắn liền với tuổi thơ
kỷ niệm của các anh chị và các bạn, nên thành ra hôm nay có dịp thì em lại tiếp tục hành trình đi đến những cái con đường xưa và cập nhật một số hình ảnh về Sài Gòn ngày nay gửi các anh chị và các bạn. Khi mà chúng ta đi qua cái cầu Kiệu bên kia thì chúng ta sẽ đến cái địa phận của quận Phú Nhuận, và bên tay trái mình đây có cái đường đó là đường Nguyễn Văn Mai. Con đường này cũng rất là ngắn thôi, nối từ Hai Bà Trưng này, nó đi vòng đến Quỳnh Tịnh Của, rồi đi ngang cái đi ra cái khu bờ kè kênh Yêu Lộc luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vô nha. Đợi xe vắng vắng thì chúng ta đi qua đường và mình sẽ dòm ngó lại cái số 14. Xe dòng xe nhiều quá. Mà con đường này cũng rất là nhỏ, như là cái con hẻm vậy đó, nhưng mà xe hơi chạy vô được ha. Mình nhìn xem số 14 là nhà nào nha. Cái hình ảnh này có lẽ rất là xa lạ đối với các anh chị và các bạn, đã lâu rồi mình không có về Sài Gòn. Này, nhà số 14 là cửa xanh xanh này. Chúng ta sẽ đứng bên đây để mình view cái nhà này cho rõ hơn. Cái nhà, cái cửa xanh, và chúng ta thấy ở nhà có cái hàng cây, cái cây hình như đó là cây cây mít. Rồi mình sẽ đi tiếp tục đường này ha, và chúng ta thấy nhà đang đóng cửa. Do cái thiết kế và cái quy hoạch của cái con đường này nên những cái căn nhà nó sẽ nằm bên trong, và phía trước căn nhà sẽ có một cái sân nhỏ nhỏ. Vì con đường này là có thể là sẽ mở rộng ra nữa. Những ngôi nhà mà xây sau này là sẽ thụt vô trong khoảng 3 mét, và nơi đây là giao lộ Quỳnh Tịnh Của nè. Chúng ta sẽ quẹo trái, quẹo phải đi ra đường Hoàng Sa, bờ kè. Và đối với khu vực này thì rất là yên tĩnh và mát mẻ. Chúng ta nhìn thấy một cái khung cảnh, cái hình ảnh rất là yên bình của một cái vùng đất cổ. Và nơi đây con đường Lý Chính Thắng đây, chúng ta sẽ đi thẳng qua bên kia luôn ha. Và khu vực này là thuộc quận 3 rồi. Xe đông quá. Rồi chúng ta sẽ thẳng qua cái khu phố 3 bên kia, phường 8 của quận 3. Đây, ngày xưa đây là con đường Yên Đỗ. Rồi chúng ta thẳng vô cái con hẻm này. Con hẻm này thuộc con đường Yên Đỗ. Nếu mà từ căn nhà chúng ta sẽ đi vô con hẻm này và thông ra cái bến, cái kênh Nhiêu Lộc, rất là gần luôn ha.
có đi lộn đường không đây ta. Thôi thì mình cứ đi hả? À đúng rồi, không có lộn đường. Và ở đây là đi ra cái cầu Kiệu nè. Và một số hình ảnh ở con đường Hai Bà Trưng, và chúng ta đi đến số 14 Nguyễn Văn Mai để gửi đến các anh chị và các bạn những cái hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa, cập nhật số hình ảnh về Sài Gòn ngày nay, để chúng ta có dịp mình nhìn lại căn nhà xưa cũng như những cái kỷ niệm của các anh chị và các bạn. Nhân đây thì em cũng xin chúc đến toàn thể các anh chị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những cái video tiếp theo nha.